Theo thống kê của Viettel Hưng Yên, hiện tại trong 7 tháng đầu năm, Viettel Hưng Yên đã hỗ trợ trên 42.000 thuê bao chuyển đổi từ mạng 2G sang 4G. Hiện vẫn còn gần 60.000 thuê bao Viettel đang sử dụng SIM 2G, cần phải chuyển đổi sang 4G. Để chuẩn bị cho việc chuyển đổi về hạ tầng mạng lưới, Viettel Hưng Yên đã tăng cường phủ sóng 4G để thay thế vùng phủ 2G và chủ động mua sắm các thiết bị đầu cuối smartphone giá rẻ để hỗ trợ chuyển đổi cho người sử dụng. Viettel cũng đưa ra những chính sách về giảm giá máy từ 30 đến 50% cho khách hàng, đồng thời truyền thông sâu rộng tới người dùng thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng và người có uy tín tại các địa phương. Bên cạnh đó, Viettel còn tổ chức các buổi bán hàng lưu động đến tận cấp xã, cấp thôn với những điểm hỗ trợ chuyển đổi được hoạt động thường xuyên liên tục để giải đáp các vướng mắc của người dân trong quá trình chuyển đổi mạng 2G lên 4G.